Đêm nay chúng ta phải trả thù cho đồng bào ở Khâm Thiên. B-52 đây rồi. Rõ quá. Bám sát tự động, không để nó thoát. Bám sau, đi sau, phía sau. Kiểm tra mục tiêu. Mục tiêu B-52. Ống 3 đạn. Khởi sơ lại, khởi sơ. Gasserai sẽ bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt B-52. Chỉ cần nhanh hơn nó một giây thôi. Tiếp tục bám sát, quyết tâm tiêu diệt B-52. Đúng rồi. Tương đương hạ cao thế, lắc đồng bộ. Yeah.